là mang tính phổ biến. Thì do vậy cái công tác tuyên truyền sắp tới chúng ta tập trung cho công tác này. Chẳng hạn như là đối với cái hành vi mà đánh nhau gây mất trật tự, đây là phần lớn là vi phạm hành chính, chưa đến mức xử lý hình sự, thì cái này mang tính phổ biến. Đối với cái số anh em mà làm cái công việc bốc xếp rồi vận chuyển hàng hóa rồi giao dịch mua bán nhận thức thấp, phải nói như thế, rồi dẫn đến cái sự qua quẹt, đề xuất khen thưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cái tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân đây thì đối với công ty Trường Bình Điền, chúng tôi có mấy ý kiến đề xuất kiến nghị. Cái thứ nhất là đề nghị công ty thường xuyên củng cố lực lượng an ninh phòng cháy chữa cháy, mà chúng ta gọi là phòng an ninh phòng cháy chữa cháy trực thuộc chợ, trực thuộc công ty, đảm bảo đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn khu vực chợ. Bởi vì nhiệm vụ của an ninh trật tự mà đối với khối lượng cái công việc như thế này, thì tôi nghĩ rằng 120, 130 hiện nay là anh em rất là nặng nề. Do vậy thì cũng đề nghị là ban giám đốc công ty xem xét để các đồng chí tăng cái số lượng này lên, nhất là cái số bảo vệ chuyên trách. Còn bảo vệ, dịch vụ bảo vệ thì có thì càng tốt, nhưng bảo vệ chuyên trách thì dù sao đi nữa, cái sự gắn bó của anh em này nó gắn bó hơn với chúng ta. Do vậy thì cũng đề nghị là các đồng chí có cái xem xét và bổ sung. Cái vấn đề thứ hai là phối hợp của chợ Bình Điền với công ty hợp tác xã bốc xếp, kiểm tra kiểm soát việc bốc xếp hàng hóa, quản lý tốt hàng hóa của khách hàng, tránh thất thoát mất mát. Và cũng xin lưu ý là cũng đề nghị các đồng chí là rà soát, kiểm tra và quản lý chặt chẽ, có danh sách cụ thể và cần thiết là thẩm tra xác minh nhân thân đối với cái số anh em mà bốc xếp tự do. Đây là cái lực lượng ngoài hợp tác xã và ngoài công ty để chúng ta quản lý. Và tất nhiên là trong cái phạm vi của chợ thì các quầy sạp hàng người ta có nhu cầu riêng, người ta không cần đến hợp tác xã hay công ty bốc xếp, thì người ta có nhu cầu riêng. Tuy nhiên những người này phạm vi nào đó hoạt động trong chợ, chúng ta cũng có trách nhiệm quản lý. Vấn đề tiếp theo đó là sắp xếp trật tự, thứ tự xe vận chuyển hàng hóa, đây là chủ yếu là xe ô tô tải vào chợ, sắp xếp cho thật trật tự khoa học nề nếp, tránh vấn đề là xe đến trước xếp sau, xe đến sau xếp trước, rồi dẫn đến cái mâu thuẫn, dẫn đến cái vấn đề bộc phát, rồi mâu thuẫn dẫn đến cái mất an ninh trật tự. Vấn đề tiếp theo đó là có biện pháp quy định cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ các phương tiện xe máy ra vào sân chợ, khuôn viên chợ, tránh việc dựng xe tùy tiện không người trông coi, dẫn đến là kẻ gian trà trộn trộm cắp. Thì như tôi nói là cái chủ yếu là cái trộm cắp xe máy, mà xe máy ở đây là chủ yếu là xe dưới 2 triệu cũng là cái dạng mà trộm cắp giặt. Xe mà của bà con mà đi chợ để mua hàng hóa thì các đồng chí biết rồi. Do vậy thì cái này chúng phải có cái quy củ lại. Một cái vấn đề nữa là phối hợp với công an quận tuyên truyền nhắc nhở người điều khiển phương tiện xe ba gác trong khuôn viên chợ chấp hành nghiêm túc trong việc điều khiển phương tiện, nhất là tốc độ, rồi chấp hành quy định về cái luật an toàn giao thông. Trong khi điều khiển phương tiện ở một cái nơi công cộng đông người thì cái việc này hết sức lưu ý. Và làm sao cái này có thể là công ty sẽ phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự để có cái tuyên truyền. Trong sân chợ nó không phải là hệ thống giao thông đường bộ theo luật, tuy nhiên là một khi xảy ra thì nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với cái tình trạng sức khỏe, tính mạng của bà con. Một vấn đề nữa là tăng cường phối hợp với công an quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ
nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng an ninh phòng cháy chữa cháy như các đồng chí đã nêu. Một cái vấn đề nữa là hoàn chỉnh kiện toàn cái hệ thống camera khu vực chợ và các tuyến giáp ranh. Ở đây mở ngoặc nói thêm là nếu được, cái này hôm trước ủy ban nhân quận có chỉ đạo thì các đồng chí hỗ trợ cho cái nguồn kinh phí để công an quận khảo sát lại và có cái tính toán ở trong cái đề xuất kiện toàn lại bố trí đầy đủ cái hệ thống camera trên địa bàn khu phố 6 cũng như là những cái tuyến trọng điểm mà kết nối vào chợ để góp phần trong cái công tác là bảo vệ an ninh trật tự của cái khu phố 6 phường 7 nói chung và trong đó có khu vực chợ. Thì mong rằng cái sự phối hợp này chúng ta công ty chợ Bình Điền cố gắng kết nối để chúng tôi triển khai thực hiện cái hệ thống camera. Cuối cùng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức hội nghị xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo công an thành phố, quận ủy, ủy ban nhân dân, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành về dự hội nghị đông đủ của ngày hôm nay. Xin kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Công an quận hứa quyết tâm phối hợp chặt chẽ với công ty chợ Bình Điền, đặc biệt là lực lượng an ninh phòng cháy chữa cháy, ủy ban nhân dân phường 7 đảm bảo tốt cái tình hình an ninh trật tự tại chợ Bình Điền. Và cũng nhân đây rất mong sự hỗ trợ phối hợp của các cô bác anh chị là thương nhân, là tiểu thương hoạt động kinh doanh tại chợ Bình Điền phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, lực lượng công an quận. Mỗi khi có vụ việc, phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tình hình an ninh trật tự xảy ra, mong rằng các cô bác anh chị, các đồng chí thông tin kịp thời cho chúng tôi qua cái số điện thoại đường dây nóng cũng như là bảo vệ lực lượng bảo vệ chợ Bình Điền để chúng tôi can thiệp và xử lý kịp thời. Trên đây là nội dung cũng xin nhấn mạnh thêm trong cái hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 giữa công an quận 8 và công ty Bình Điền. Xin cuối cùng xin một lần nữa xin chúc các anh chị và toàn thể hội nghị mạnh khỏe và thắng lợi. Xin trân trọng cảm ơn.